Có giai đoạn con giữ niệm chặt chẽ thì thấy rằng khi muốn nói một lời gì, dù là nói về đời sống hay là một câu kinh hoặc là làm một việc gì, khi có mặt người khác thì luôn có một ý là muốn thể hiện một cái ngã, mơ ngoặc là tôi. Cho nên không làm nữa, hoặc có nói có làm thì trở nên vụng về, không được tự nhiên. Hiện tượng này chỉ có vài lần trước đây. Thứ hai, pháp trong từ niệm xứ và pháp trong lời kinh, ai thấy pháp tức thấy Như Lai, ai thấy Như Lai tức thấy pháp, khác nhau và giống nhau như thế nào, xin thầy Hoa Nghị giải thích cho con. Rồi, câu đầu nói gì thầy không hiểu. câu đầu là nói cái gì thầy không hiểu. Khi mà mình giữ niệm chặt chẽ thì thấy rằng khi muốn nói một lời gì, dù là nói về đời sống hay là một câu kinh hoặc làm một việc gì, khi có mặt người khác thì luôn có một ý là muốn thể hiện cái ta, cho nên không làm nữa, hoặc có nói có làm thì trở nên vụng về, không được tự nhiên. Tức là sao vậy? ai hỏi câu này sao trình bày lại coi thử là ý câu đó là nói cái gì vậy? Bạch thầy, là trước đây có cái giai đoạn là khi mà cũng giữ niệm trong cái đời thường á, đời sống bình thường á, thì tất nhiên khi đó là cả cái tiến trình nói hoặc làm cái việc chỉ là diễn ra là chậm rãi, nắm bắt rất là chặt. Thì khi ngồi có nhiều người khác thì chẳng hạn như muốn tạc ý nói một cái gì hay làm một việc gì đó thì luôn luôn là trong cái lời nói hoặc việc làm là muốn thể hiện ra, có một cái tôi muốn thể hiện ra trong cái lời nói và việc làm đó, dù cũng ngậm đi ngậm lại mấy lần thì hằng vẫn cứ có cái đó thể hiện đó. Thành ra đôi khi là nói nhiều khi thúc giục hai ba lần thành con không nói nữa, hoặc có khi nói thì công việc thường trở nên vùng về, chẳng cũng tối dài được tự nhiên như là những cái lúc bình thường. Tại vì là như thế này, tại do khi mà mình hành á, là mình cũng vẫn là chú tâm vào cái dựng hoạt động đồ này kia đó, nhưng mà bởi vì á cái chú tâm đó nó vẫn có cái bản ngã ở trong đó. Chứ cái này là mình phải phát hiện cho thật rõ, chứ không thôi á là trong cái sự tinh tấn tu hành này, trong cái sự cái cố gắng đi chậm chậm lại này, hay là cố gắng thế này thế kia này, thì luôn luôn là nó có cái bản ngã trong đó. Thậm chí là cái người ngoài có thể thấy được, ví dụ như thầy có thể thấy một cái người đệ tử khi biểu đi kinh hành, thì họ đi kinh hành là mình thấy rõ ràng là họ đang biểu hiện cái bản ngã, chứ không phải đi một cách một hoàn toàn vô ngã. Mà đi vô ngã là nó khác, mà đi mà có bản ngã là nó khác. Đó. Cho nên á là trong pháp hành á, thì chính vì cái chỗ đó mà thầy mới nhấn mình trong cái pháp hành á là phải một cái tâm mà nó trở về tròn vẹn trong sáng với thực tại một cách tự nhiên thôi, tức là tự nhiên này, vô tâm này và giản dị, để mà nó phản ánh tất cả những sự việc đó một cách tự nhiên, giống như một cái tấm gương mà nó phản ánh mọi thứ trước mặt nó vậy thôi. Nhưng mà mình á thì khi mình hành á là mình đã có ý đồ hành để mà thế này, để mà thế kia, để mà thế đó rồi. Cho nên á, ngay trong cái mà mình gọi là pháp hành đó, nó đã có bản ngã sẵn trong rồi. Do đó lúc đó là mình thể hiện cái gì nó cũng là ra cái bản ngã hết. Mà nó có một cái thế này, cái bản ngã là mình phải thấy nó thôi,
chứ còn mình cũng không có, cũng có một cái khái niệm về bản ngã. Nếu mình có một khái niệm về bản ngã cũng sai, tức là mình nói là ngã ngã nhưng mình quên bỏ cái chuyện cái ngã nó qua một bên. Nói ngã là mình nói cho dễ hiểu vậy thôi, nhưng mà bây giờ này, cái ngã là nó thực hiện ở trong cái hoạt động á, tức là trong cái hoạt động đi đứng nằm ngồi, trong tất cả cái hoạt động đó, nó có thể hiện cái bản ngã ở trong đó hay là không thể hiện bản ngã trong đó, là tùy vào cái thấy mà thầy nói đó. Cái thấy mà có ý đồ phải thế này thế kia đó là bản ngã. Còn nếu cái thấy thuần túy là chỉ thấy thôi thì không có bản ngã. Vì vậy cho nên á, là mình lại á, là vừa là trong cái tu là mình lại vừa khởi cái bản ngã để tu, mà lại vừa lại muốn là vô ngã. Cho nên nó là mâu thuẫn. Mình là muốn vô ngã, mà mình lại là lại trong cái muốn vô ngã đó, cũng lại chính là đang khởi bản ngã để mà đạt được cái vô ngã đó. Cho nên á, là nó sẽ lúng túng, nó sẽ gượng gạo lúng túng, phải không, đúng không? À, nó sẽ gượng gạo lúng túng là bởi vì do như vậy. Cho nên á, cái mà pháp mà thầy nói đó đó, mà thầy đang hướng dẫn đó, là không có sử dụng cái ta biết ta thấy, mà là cái tánh biết từ thấy. Vì vậy cho nên á, là trong cái thấy đó là phải thấy tự nhiên, vô tâm. Chữ vô tâm này quan trọng á. Vô tâm tức là không có ý đồ thấy gì cả, mà chỉ thấy thôi, chỉ thấy một cách rộng lặng trong sáng thôi, chứ không có ý đồ thấy. Ý đồ thấy, ý đồ bỏ đi, ý đồ muốn đạt được là sai hết rồi. Nhưng mà tại vì trong pháp hành của mình xưa nay là cứ bị rơi vào tình trạng đó, tức là muốn thấy cho ra, à, hay là muốn dẹp nó đi, hoặc là muốn đạt được. Ba cái điều này đó là nó trở ngại, và nó chính là biểu hiện cái bản ngã. Cho nên đó, là vừa bản ngã mà lại vừa là không muốn bản ngã, không muốn có bản ngã, cho nên nó mới sinh ra một tình trạng là cái hoạt động của mình nó không tự nhiên.